Hello, chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube Trung The Trainer. Và đây là buổi thứ 3 trong cái giáo án High Frequencies thiên về tăng cơ là Hypertrophy. Buổi thứ 3 này vẫn là một buổi tập full body, nhưng thực chất đây sẽ là một buổi thiên về thân trên hơn, tại vì mình chỉ đưa có một bài thân dưới vào cái buổi này thôi, đấy là bài Hack Squat. Cũng phải nói luôn là cái series này mình sẽ chỉ ra khoảng từ 4 đến 5 tập thôi, và trong đó sẽ bao gồm là 4 buổi tập chính. Các buổi tập hầu như sẽ không thay đổi cái bài tập, mà mình sẽ giữ cái bài tập này xuyên suốt cái giáo án này là 21 tuần, và sẽ chỉ thay đổi cái số set, số rep làm sao cho phù hợp với từng cái giai đoạn. Và mình sẽ cố gắng làm một video nữa nói chi tiết hơn về cái dinh dưỡng và cái cách chia khoảng set tập, khoảng rep tập trong cái bộ giáo án này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào xem buổi tập đánh nhau nhé. Nếu các bạn thấy video này nó hấp dẫn, nó bổ ích, các bạn hãy ấn nút subscribe và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào bài đầu tiên của buổi hôm nay. Đấy là bài overhead press, hay là đứng đẩy thanh tạ. Đây là một bài tập rất tốt cho vùng vai, vai trước, vai giữa, và kể cả cái vùng phía sau vai là rotator cuff ấy. Nó phải giữ ổn định cho vai rất nhiều trong cái chuyển động này. Đây cũng là một bài rất tốt cho một số nhóm cơ trap, đặc biệt là nhóm upper trap và lower trap. Và tiếp đến một nhóm cơ tham gia cũng khá nhiều, đấy là serratus anterior, là nhóm cơ răng trước. Những nhóm cơ mình vừa kể nó sẽ giúp cho bạn có được cái tư thế vùng thân trên nó cực kỳ tốt, và nó sẽ giúp bảo vệ cái vùng khớp vai và khớp bả vai của bạn. Bài này mình có một số lưu ý đơn giản thôi, đấy là giữ cho vùng thân dưới làm sao cho ổn định nhất có thể, và cụ thể là từ cái vùng lồng ngực xuống phía dưới nha, mình nên gồng ngực co này và giữ ổn định được phần xương chậu. Một lời khuyên cho các bạn, nếu mà khó gồng co ấy, thì có thể hơi cong đầu gối một chút cũng được. Và quan trọng là phải luôn luôn cảm nhận được cái phần gót và phần ngón chân cái ở trên mặt đất. Ở cái buổi hôm nay mình đi đôi convert này nên cái phần ngón chân cái cảm nhận nó không tốt, nên bạn có thể thấy cái lưng mình đẩy nó không được ổn định lắm, và mình cảm nhận ngay chính trong cái chuyển động này cảm giác đẩy nó không được mướt lắm. Và hiệp thứ 3 này target là 9 rep thì mình đẩy được 10 rep. Rồi ok, tiếp tục sang bài tiếp theo là bài hack squat. Ở bài chân tiếp theo này, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một bài thiên về đùi trước hoặc là thiên về mông. Thì mình chọn cái hack squat này, nó sẽ thiên về thằng đùi trước hơn, và cái thằng lưng sẽ hoạt động rất ít trong bài hack squat này để giảm tải lên vùng lưng dưới. Và kể cả bài overhead press ở cái bài đầu tiên ấy, các bạn có thể thay bằng bài đẩy dọc khác, tùy đẩy bằng tạ đơn đứng hoặc đẩy bằng tạ đơn ngồi. Bài hack squat này thì mình sẽ muốn setup khi mà cái gối mình gập nhiều nhất và cái hông mình cũng gập nhiều nhất, có nghĩa là mình sẽ làm sao cho mình xuống được cái điểm sâu nhất. Nhưng mà lưu ý, cái điểm sâu nhất làm sao cho cái vùng lưng dưới của mình nó vẫn giữ được ổn định, nghĩa là áp sát vào cái mặt phẳng phía sau. Thế nên cái ROM của bài này nó sẽ phụ thuộc vào hai thứ, một là cái máy thiết kế như thế nào, và cái thứ hai là cơ thể chúng ta, cái linh hoạt nó đến đâu, cái độ dài chân, độ dài thân. Thế nên trong bài này này, các bạn sẽ thấy mỗi người sẽ có một cái form tập nó hơi khác nhau một chút. Và một lưu ý cho cái bài này, nếu mà các bạn ấy thấy cái áp lực lên gối quá nhiều ấy, thì nên đưa cái chân lên cao hơn một chút để giảm cái góc gập gối xuống. Và lưu ý ở bài này ấy, mình sẽ muốn cái phần lưng dưới nó giữ ổn định nhất có thể, nghĩa là luôn luôn áp vào cái mặt phẳng phía sau như mình đã nói. Thì một cái mẹo đấy là các bạn gồng co, làm sao kéo được cái thằng cơ bụng, gồng được thằng cơ bụng ấy, để nó kéo thằng xương sườn và thằng xương chậu nó về sát được gần nhau. Phần trên có thể hơi cong một chút để giữ được cái tư thế gồng như vậy. Thì đấy là cái kỹ thuật mình đang áp dụng để cho bài tập nó ổn định hơn và xuống sâu hơn. Các bạn có thể thử kỹ thuật này xem, biết đâu lại hợp. Bài này mình tập được cái set cuối là 14 lần, 14 reps. Tiếp theo sẽ là một bài kéo. Thì mấy tuần trước ấy, cái bài kéo này mình tập là tập chin up, là lên xà với hai tay nó hướng vào nhau như này này. Thì buổi trước mình có kẹp thêm một quả 30 pound nữa, thì lên được 3 hiệp, 2 hiệp đầu 8, hiệp cuối là 9 hay 10 gì đấy. Thì buổi hôm nay mình quyết định chuyển sang kéo bằng máy. Lý do chuyển sang kéo bằng máy là trong cái bài chi tắt này mình không giữ ổn định cái thằng lưng dưới, và khi kéo những cái rep cuối lên thường bị võng lưng và làm cho mình cảm giác căng lưng sau khi tập xong, mình không thích cái điều đấy. Và cái việc bị võng lưng trong quá trình tập ấy, nó cũng làm cho nhóm cơ xô nó giảm cái độ hiệu quả. Chúng ta phải làm phép tính nhanh này nhá. Đợt này mình hơi béo là 68 cân, nghĩa là 150 pound cộng thêm 30 pound nọ mình kẹp để mà lên xà, có nghĩa là 180 pound mình được là 8 rep.
Còn trong cái bài này mình chỉ tập là 150 pound và cũng chỉ được 8 rep. Thế nên về độ kích thích cơ ấy, bài này không hề kém hơn cái bài lên xà một tí nào, thậm chí nó còn giúp chúng ta xây dựng cơ bắp tốt hơn. Tại vì ở tư thế này chúng ta tập được ổn định hơn, gồng đúng một nhóm cơ hơn. Chẳng hạn như trong cái bài Neutral Grip này, mình cảm nhận và gồng cơ bụng rất tốt, có nghĩa là cái phần xương chậu giữ ổn định rất tốt. Và ở set thứ 3, set cuối, mình cố gắng kéo được 10 cái. Tiếp theo là bài Fly, mình tập bằng nguồn máy. Bài này mình tập 2 hiệp thôi. Và các bạn thử lưu ý nhá, mình tập cái bài này mình không ưỡn ngực mà mình chỉ ép cái phần lưng dưới vào cái ghế thôi. Còn lại phần thân trên mình hơi gập ra phía trước một chút. Để làm gì? Thì cái mục đích của mình ấy, để cho cái xương bả vai của mình nó chuyển động protraction, là đưa ra trước, nó được tự do hơn. Nhóm cơ răng trước là anterior serratus, nó sẽ được tác động vào nhiều hơn. Và kỹ thuật này thì nó sẽ giúp cho cái vùng vai, vùng bả vai của bạn nó được an toàn, được khỏe mạnh hơn. Và cái điểm trừ của kỹ thuật này là cái mức tạ và cái độ co ngắn nhất của cơ ngực nó sẽ không bằng khi chúng ta ép lưng vào ghế và ưỡn ngực. Tiếp đến là mình tập vai giữa với cả cáp. Và lời khuyên của mình cho bài này là cánh tay của bạn đừng để ngang người, mà mình sẽ để hơi chéo ra phía trước một chút. Cái góc mở cánh tay sẽ ở khoảng 60 đến 65 độ. Và đây chính là cái mặt phẳng mà xương bả vai nó nằm ở phía sau lồng ngực. Và xương bả vai nó không nằm ngang lồng ngực thôi, mà nó nằm hơi chéo một chút như thế. Lời khuyên tiếp theo là các bạn nên hơi gập người về phía trước một chút. Việc này sẽ khiến xương bả vai nó di chuyển được tốt hơn và bạn đỡ bị võng lưng hơn. Rồi bài tiếp theo nữa là bài Bayesian Curl. Ở bài Bayesian Curl là mình tập tay khi mà cái phần những cái nhóm cơ ấy, tay trước ấy, nó ở vị trí giãn nhiều nhất. Nó ngược lại cả cái bài lần trước mình tập ở buổi thứ nhất, đấy là khi tay trước nó co ngắn nhất. Bài này đơn giản hơn, làm sao cho cái củ trỏ nó ở phía sau thân, và khi bắt đầu kéo thì duỗi thẳng cái củ trỏ ra. Bài tiếp theo là bài tập tay sau bằng cáp. Bài này cũng giống như bài kia, một cái là cái tay của bạn ấy, nó sẽ hơi đưa trước một chút. Cái cánh tay hay là cái vai nằm ở mặt phẳng của xương bả vai. Cái góc máy này nhìn từ phía sau có vẻ là nó ngang người, nhưng thực ra là mình để ở phía trước ấy. Đấy, bạn nhìn mình tập tay trái thì nó rõ hơn một chút. Và ở bài này mình sẽ muốn ghi cái phần vai xuống, cố gắng không để vai nhấc lên. Và đây là một cái bài giúp tấn công cái nhóm cơ tay sau ở cái vị trí nó co ngắn nhất. Ok, buổi tập này kết thúc tại đây thôi. Hẹn các bạn ở một buổi tập tiếp theo. Và một lần nữa, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến giờ phút này. Nếu các bạn thấy thích hãy ấn like và nút subscribe ủng hộ mình ra nhiều video hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.